Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Thiên Channel. Và khi nhắc đến du lịch, việc tìm một chiếc túi hợp lý cho mình cũng chính là một bước ngoặt trong chuyến đi của các bạn. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, mình và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu top 5 những mẫu túi trống du lịch đẹp nhất 2024 mà các bạn không thể bỏ lỡ. Và hơn hết, chúng mình sẽ giúp bạn tìm được cho mình một người bạn lý tưởng đồng hành cùng bạn trong mỗi chuyến đi. Và không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nha. Và chúng ta hãy bắt đầu cùng với mẫu túi số 1. Bạn có thể thấy chất liệu canvas cao cấp với họa tiết caro nâu truyền thống, không chỉ bền bỉ mà còn rất phong cách. Những đường viền da tăng thêm vẻ đẳng cấp, làm nổi bật chiếc túi này trên mọi nẻo đường du lịch. Sự kết hợp giữa độ mềm mại và độ bền chắc cùng với phần cứng kim loại sáng bóng làm nổi bật vẻ đẹp sang trọng và vô cùng tinh tế. Và không chỉ có một vẻ ngoài ấn tượng, túi số 1 còn sở hữu nhiều ngăn chứa thông minh giúp bạn tổ chức đồ đạc một cách vô cùng gọn gàng. Đường khóa mượt mà dễ dàng đóng mở, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc tìm kiếm đồ đạc trong túi nữa. Và các bạn có thể phối em ấy với một chiếc áo polo hoặc một chiếc t-shirt màu trắng cùng với quần short kaki và một đôi giày moccasin sẽ là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo. Chiếc túi trống này không chỉ là một món phụ kiện thời trang mà còn là một người bạn đồng hành lý tưởng trong mỗi chuyến đi của các bạn. Và có rất nhiều lựa chọn túi trên thị trường, tuy nhiên chiếc túi mà mình vừa giới thiệu với các bạn nó có những ưu điểm vô cùng vượt trội. Chúng không chỉ giúp bạn tự tin hơn mỗi khi xuất hiện mà còn đem lại sự tiện lợi tối ưu cho mỗi hành trình. Và đây chắc chắn là item mà các bạn không nên bỏ lỡ vào dịp du lịch mùa hè này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu với chiếc túi số 2, một tuyệt phẩm đến từ thương hiệu LV với chất liệu canvas và họa tiết caro màu xám đen cổ điển. Được thiết kế để chịu đựng những chuyến phiêu lưu mùa hè, túi này kết hợp hoàn hảo giữa phong cách và sự đa dạng của chức năng. Khi mở ra, bạn sẽ thấy một không gian vô cùng rộng lớn với ngăn chứa đồ thông minh, cùng lớp lót chất lượng cao giữ được cho đồ đạc luôn ngăn nắp. Đây là một chiếc túi không chỉ giúp chúng ta có thể lưu giữ đồ đạc trong chuyến đi một cách vô cùng ngăn nắp, mà còn toát lên vẻ lịch lãm và sang trọng. Họa tiết caro đặc trưng của thương hiệu cùng với màu sắc trung tính cực kỳ dễ dàng phối đồ. Bạn có thể phối em nó với nhiều item cũng như là nhiều outfit khác nhau. Và các bạn nghĩ sao về một chiếc áo sơ mi lịch sự cùng chino và đôi giày slocker sẽ làm nổi bật vẻ đẳng cấp của bạn? Và túi số 2 này không chỉ phục vụ cho những chuyến du lịch ngắn ngày mà nó còn hoàn hảo cho những buổi meeting vô cùng quan trọng. Với chiếc túi số 2 này, bạn sẽ luôn sẵn sàng cho mọi kế hoạch, từ công việc đến những chuyến đi chơi xa. Sự kết hợp giữa những kiểu dáng, chất liệu và thiết kế thông minh chắc chắn sẽ khiến bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Và tiếp theo là mẫu túi số 3, một minh chứng cho sự sang trọng và vô cùng thời thượng. Với họa tiết logo nổi tiếng, mẫu túi này phản ánh một gu thẩm mỹ tinh tế và sự am hiểu về thời trang đỉnh cao. Với chất liệu da cao cấp, không chỉ đảm bảo độ bền mà còn mang lại cảm giác mềm mại khi chạm vào. Mỗi đường chỉ được may tỉ mỉ, tạo nên một sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn cực kỳ bền chắc. Và mẫu túi này có khả năng chứa đựng mọi thứ bạn cần cho chuyến đi mùa hè của mình. Từ quần áo đến phụ kiện cá nhân, các ngăn đều được thiết kế một cách vô cùng thông minh để giúp bạn dễ dàng phân loại và tìm kiếm đồ đạc. Và hãy tưởng tượng rằng các bạn đang bước đi trên bãi biển với chiếc quần short, áo tank top và một chiếc túi số 3 này trên tay. Nó không chỉ có công dụng xách đồ mà thực sự phải nói là nó tôn lên phong cách cá nhân của bạn một cách vô cùng tuyệt vời và nổi bật. Và dù cho các bạn đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa hay chỉ là một buổi picnic cuối tuần, chiếc túi số 3 này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng với vẻ ngoài sang trọng và tính năng ưu việt của nó. Và đây chính là chiếc túi thứ tư trong bộ sưu tập túi trống ngày hôm nay của chúng ta. Được thiết kế với họa tiết đặc trưng, chiếc túi này vừa thời thượng vừa tiện dụng. Chất liệu chính của túi này là da cao cấp kết hợp với họa tiết thương hiệu mang tính biểu tượng. Nhìn gần, bạn có thể thấy từng đường vân da, từng đường may cũng như cách họa tiết này nổi bật trên bề mặt túi. Và bên trong chiếc túi này là một không gian vô cùng rộng lớn, với nhiều ngăn nhỏ tiện lợi để bạn có thể sắp xếp cái đồ cá nhân một cách ngăn nắp, vô cùng thích hợp cho những chuyến đi xa và những dịp có sự gọn gàng tối đa. Và em túi này có thể dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau, từ casual đến semi-formal. Hãy thử kết hợp nó với một chiếc áo phông, quần jean và một đôi giày thể thao để có một vẻ ngoài trẻ trung, năng động khi đi du lịch. Và không chỉ đẹp mắt, chiếc túi số 4 này còn là biểu tượng của sự tiện nghi và phong cách. Nó sẽ đồng hành cùng bạn trong mọi hành trình, mang lại sự tự tin, thoải mái, tối ưu.
Và đây chính là bestseller cũng như là một chiếc túi vô cùng đặc biệt của ngày hôm nay. Đây chính là một tác phẩm kết hợp giữa truyền thống và hiện đại với họa tiết monogram tinh xảo và màu sắc cổ điển. Chiếc túi này thể hiện sự sang trọng không cần quá phô trương. Và những chiếc khóa màu vàng óng ánh, quai sách chắc chắn cùng với từng đường may đều đặn. Chiếc túi này chinh phục bất kỳ tín đồ thời trang bởi chất lượng hoàn hảo của em nó. Và bên trong chiếc túi này có một không gian vô cùng rộng rãi với nhiều ngăn nhã khác nhau, giúp bạn dễ dàng tổ chức các vật dụng cá nhân. Mỗi chi tiết đều được thiết kế để tối ưu hóa sự tiện ích và thoải mái cho người sử dụng. Và thật sự phải nói, chiếc túi này có họa tiết vô cùng nổi bật, nhưng em nó cực kỳ dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau. Từ bãi biển cho đến đường phố, từ quần jean đến quần short, từ áo phông đến sơ mi, chiếc túi này sẽ luôn luôn là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Với chất vải chính của em nó là chất vải canvas cao cấp thì chiếc túi này không chỉ giúp nó bền bỉ theo thời gian mà sẽ giữ cho màu sắc cũng như là họa tiết của chiếc túi vô cùng mới mẻ dù cho các bạn có sử dụng một thời gian dài như thế nào. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được top 5 mẫu túi chống du lịch đẹp nhất 2024 mà các bạn không nên bỏ lỡ rồi. Qua video trên, các bạn cảm thấy yêu thích sản phẩm nào nhất? Đừng ngần ngại comment ở phía dưới cho tụi mình và mọi người biết với nha. Nếu video này hữu ích với các bạn, đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tớ. Xin chào và hẹn gặp lại!